Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Topcarvn. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Honda City. Chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ B phổ thông, rộng rãi, thoải mái, tiết kiệm nhiên liệu của bên phía Honda mà trong video ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 5 năm 2024, thời điểm dịp đầu tháng này, và Topcarvn sẽ cập nhật đến với quý chị các bạn những sự tăng cường khuyến mại giảm giá thêm tại thời điểm này rất mạnh dành cho từng phiên bản của Honda City, những ưu đãi về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào đã và đang quan tâm theo dõi về cái mẫu xe này. City thì bây giờ xe đều là sản xuất năm 2024 quý các bạn nhá. Cái xe 2023 thì cũng xả hết sạch rồi. Bây giờ là date mới nhất 2024. Một chiếc xe mà hiện tại đang được phân phối với 3 phiên bản: bản G, bản L và phiên bản RS. Cả 3 sự lựa chọn này thì nó đều là số tự động. City này thì nó không có số sàn. Cả 3 phiên bản đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên và sử dụng hộp số tự động vô cấp với Honda City. Một chiếc xe mà vận hành rất là mượt mà và rất tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhá. Dịp thời điểm đầu tháng 5 này, từng sự lựa chọn có sự khuyến mại tốt nhất như thế nào, mình sẽ cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta xem xét và cân đối tài chính. Đầu tiên là chiếc xe Honda City phiên bản G. Phiên bản G là phiên bản tầm tiền, dễ tiệm cận nhất, phiên bản thấp tiền nhất. Nhưng mà bản này cũng có những cái tính năng an toàn chủ động trong gói Honda Sensing đấy quý vị các bạn ạ. Giá niêm yết đề xuất của nó hiện tại đang là 559 triệu đồng. Xe là 2024. Đại lý đang giảm về tiền mặt là 45 triệu dành cho quý vị các bạn. Tặng một cái gói quà tặng phụ kiện, một cái gói quà tặng phụ kiện là 40 triệu đồng nữa. 40 triệu đồng phụ kiện thì chúng ta có thể lựa chọn dán kính, lựa chọn trải sàn, lựa chọn camera hành trình, hoặc làm sơn phủ gầm, hoặc là phủ ceramic. Nói tóm lại là sẽ có một cái list phụ kiện để chúng ta lựa chọn, cứ đủ 40 triệu là ok. Và có nghĩa rằng khi mà chúng ta nhận xe về thì cũng chẳng phải sắm thêm gì nữa quý vị các bạn ạ. Giá xe còn lại của nó nhá, 559 trừ 45 là 514 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 573 triệu, ở Hà Nội là 604 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 593 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Ở tỉnh là 573, ở Hà Nội là 604, và thành phố Hồ Chí Minh là 593 theo phương án trả thẳng của bản G Honda City. Nếu như mà lấy trả góp của phiên bản G này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 162 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 193 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 182 triệu đồng quý các bạn ạ. Tỉnh là 162, Hà Nội là 193 và thành phố Hồ Chí Minh là 182 theo phương án trả góp. Ngồi bên trong của Honda City thì cái không gian của nó phải nói là cực kỳ rộng rãi luôn quý vị các bạn ạ. Đặc biệt là ngồi ở hàng ghế thứ hai quá thoải mái và rộng rãi luôn. Quay trở lại với cái mức giá thì sang cái phiên bản tiếp theo, đó là Honda City phiên bản L. Đây là một cái phiên bản ở giữa và là một cái phiên bản cũng rất ăn khách của Honda City. Bản L này thì hiện tại xe cũng là date mới nhất 2024 luôn rồi. 23 thì xả xong hết từ thời điểm tháng trước rồi. Giá niêm yết của nó thì đang là 589 triệu đồng. Và hiện tại đại lý cũng giảm cho phiên bản này là 45 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra nữa cũng có gói quà tặng phụ kiện trị giá là 40 triệu đồng dành cho quý vị các bạn. Giá xe còn lại của nó là 544 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 606 triệu. Ở Hà Nội là 638 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 626 triệu đồng quý vị các bạn nhá. Ở tỉnh là 606, ở Hà Nội là 638 và thành phố Hồ Chí Minh là 626 triệu đồng theo phương án trả thẳng. Trả góp của nó thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 170 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 203 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 190 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 170, Hà Nội là 203 và thành phố Hồ Chí Minh là 190. Bản L này thì những option cơ bản, rồi là những cái trang bị tiện nghi cơ bản của nó cũng là ok hết rồi. Nhiều khi mà chúng ta lựa chọn bản L, bản G ấy, chúng ta thường phân vân là cái phanh trước là phanh đĩa, rồi là nó không có ghế da, rồi này thế này thế kia. Nhưng mà lên cái phiên bản L này thì là một cái phiên bản mà cả bốn bánh của nó đều là phanh đĩa rồi, ghế da, trang bị option đầy đủ, mọi cái ok hết rồi. Sang cái phiên bản thứ ba, đó là Honda City phiên bản RS.
City phiên bản RS của nó thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 609 triệu đồng anh chị nhé. Đây là phiên bản thể thao với mức giá hiện tại đại lý đang giảm là 45 triệu dành cho quý các bạn, cũng là 45 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra nữa thì tặng một cái gói quà tặng phụ kiện cũng là 40 triệu đồng anh chị nhé. Và giá xe còn lại của cái City RS này là 564 triệu đồng. Và với cái mức giá này thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 628 triệu. Ở Hà Nội là 660 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 648 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Tỉnh là 628, Hà Nội là 660 và Thành phố Hồ Chí Minh là 648 với City phiên bản RS, phiên bản thể thao. Nếu như mà lấy trả góp bản RS này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 176 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 209 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 197 triệu đồng quý các bạn ạ. Tỉnh là 176, Hà Nội là 209 và Thành phố Hồ Chí Minh là 197 theo phương án trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn, 3 chương trình khuyến mại của dòng xe Honda City. Một cái mẫu xe mà cũng được rất nhiều người để ý với kiểu dáng thiết kế. Thì theo mình nghĩ nó là bắt mắt và khỏe khoắn thể thao nhất ở cái phân khúc cỡ B này. Ngoài ra thì cảm giác lái, rồi là độ trễ chân ga của City thì có thể nói là tốt nhất ở trong cái phân khúc này. Vậy thì nếu chúng ta quan tâm về Honda City, chúng ta muốn xem xe lái thử trải nghiệm thực tế về chiếc xe này, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc. Thế còn ở miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.